Liên quan đến vụ cháy chung cư Carina khiến 13 người thiệt mạng, hàng trăm hộ dân phải tạm di rời đi nơi khác sinh sống. Sau hơn 4 tháng hỗ trợ mỗi hộ dân là 300.000 đồng một ngày, đến nay chủ đầu tư chung cư Carina là công ty Hùng Thanh đã ra văn bản chấm dứt hỗ trợ khoản tiền này. Công ty Hùng Thanh với sự hỗ trợ của công ty mẹ là công ty 577 trong 4 tháng qua để khắc phục hậu quả đã chi ra tổng số tiền là 69 tỷ đồng. Nay để tập trung toàn lực đảm bảo kinh phí cho việc sửa chữa tòa nhà, sớm đưa người dân trở về sinh sống, chủ đầu tư buộc phải dừng việc hỗ trợ chi phí chỗ ở cho cư dân Carina 300.000 đồng mỗi hộ một ngày. Phản ứng trước thông báo này, một số cư dân Carina cho biết họ không đồng tình vì trước đây chủ đầu tư tuyên bố sẽ hỗ trợ họ cho đến khi được trở lại chung cư, nhưng đến nay việc sửa chữa chung cư chưa rõ khi nào mới hoàn thành. Một số hạng mục quan trọng như là thang máy tại các tòa A2, B1 vẫn chưa có dấu hiệu thi công nên mới chỉ có một số hộ được trở về, phần lớn thì vẫn phải đi thuê ở bên ngoài. Một nhóm cư dân đang làm đơn chung để mà gửi đến cơ quan chức năng đề nghị chủ đầu tư có câu trả lời thỏa đáng.